Chị
giờ em nhìn thấy chị có khổ không? Chị sao vũng đầm lầy đấy, khổ thế chứ lại. Trời ơi, chị mà khổ cái nỗi gì? Này, em bảo, chị mặc thế này lên phố thì được, chứ về quê mà đi làm ruộng á, thì có mà đỉa nó chui vào cả đống. Này, mà cái giống ấy là dai lắm đấy, đã chui vào là cấm có ra. Bây giờ ơi, chả hiểu cái gì đúng một quê thế chứ lại. Cái gì nó chui vào thì chị không biết, chứ đỉa chị đố nó chui vào đấy. Sao chị biết? Em có biết không, ở ngoài ruộng bây giờ bao nhiêu là thuốc trừ sâu nhá. Người mình còn chả chịu được nữa là đỉa ấy. Kệ, chị cứ mặc thế này cho nó thông thoáng, mắt rượi sảng khoái dài lâu. Ôi trời ơi, mà em thấy nó có vướng víu thế nào ấy. Xong rồi đấy chị ạ. Đẹp không? Đẹp. Đấy. Điện thoại à? Có bạn chị mà. Thế à? Alo, tao đây. Dỗi, lúc nào chả dỗi. Hả? Karaoke hả? Ok, đến đây. À để tao bảo này. Chị có ok thôi hả? Chén nữa gì rồi, chén tao đến ngay. Đợi nhá, đến ngay. Đợi chị tí nhá. Alo, anh à, nè em bảo này, em trả về ăn cơm thôi nhá. Thôi tí anh ăn ở nhà nhá, ăn mình ở nhà đi. Em đang bận. Khổ cứ hỏi, người ta còn phải bận ok, mà đàn bà thôi. Thế nhá. Làm cái gì mà anh cứ nhắn lên thế? Một tuần mới có 6 buổi em vắng nhà, làm cái gì mà anh cứ nhắn lên thế hả? Thì anh cứ coi như là em đi công tác thì làm sao? Rồi, thế nhá. Rồi, thế tạm biệt anh nhá. Hẹn anh sớm nhá. Rồi, em chào anh rồi. Trời ơi, chị sướng thế. Em mới đưa ủng thế nha, chị đang vội ủng. Chị ơi, xin nhắc mặt đi vào thì nó. Em có đôi dép nào không? Dép à? Dép cho chị mượn. Đây, chị đi. Đấy. Này chị bảo này. Dạ. Mai chị quay lại nhá, chị lấy ủng rồi chị thanh toàn hết các thứ nhá. Vâng. Bây giờ chị đang vội, bạn bè đang chờ mà nhớ. Được rồi, chị đi. Đây, cút này. Chị bác đi. Ôi, chị đi nhá. Chúc vui vẻ. Ôi. Bé lên bà, bé đi mẫu giáo. Cô thương bé vì bé không khóc nhè để mẹ trồng cây trái. Ông vào nhà may là bà đi cấy cây. La 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 la. Ơi! Bà Nông ơi! Ôi giời ơi! Bà đến chăm bà ơi! Cái tuổi của bà bây giờ là ngồi bẵm cháu rồi. Nó lại còn hát bé lên bà. Thì bà ấy bà, Ê, hát cho nó đỡ buồn ở nhà mình mà. Ở nhà một mình à? Ôi giời ơi! Mà này tôi nói thật cho bà biết nhé. Cái bài bé lên ba chưa là cái gì. Tôi còn thuộc hàng tí tỉ bài nữa. Thế à? Hát thử cho em mấy bài em nghe để về. Ví dụ nha. Chị ong nâu 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 nâu, chị bay đi đâu, chị đốt con chó để nó sủa gâu gâu. Em lại chị. Chị ơi, cái tuổi chị bây giờ là ngồi nhai dầu bỏng bẻ mà bế cháu thôi. Cứ vui vẻ như chị thế này á, con Tân nó làm con dâu thật sung sướng cứ như là gái con son đấy chị ạ. Thì có năm có bảy gì đâu. Chị ơi, nhưng mà em nói thật nhé, chị chiều con dâu quá cơ. Chị đáng lẽ là phải ghi vào bảng vàng của làng đấy nhé. Nhưng mà cũng phải cẩn thận đấy. Chị này, sáng nào con Tân nhà chị chả ra sân kia mà tập thể dục. Nó mặc cái quần đùi ngắn lên đây này, cái áo hai dây này, vặn vẹo này, dơ lên dơ xuống, cúi xuống này, hở hết ra, chướng mắt lắm chị ạ. Em nói thật nhá, phố trở ra phố, quê trở ra quê, dân phòng nó nhìn thấy á, phạt vi cảnh thì bỏ sự đấy chị ạ. Nhưng bảo nó không nghe thì làm thế nào. Bây giờ các anh các chị cái Tân tiến lắm. Đấy như con Tân nhà tôi nhá. Cô thấy đáng lẽ ra nó đi làm về, nó đôn đáo vào trong bếp chứ cùng gì? Cơm nước với mẹ chồng phải. Có phải tốt bao nhiêu. Đằng này cứ sao về chị. Mẹ. Ủa, dạ cô sang chơi đi ạ. Dạ vâng ạ. Em ngồi em chị... dài. Bụng nó vượt mặt thế kia còn bảo nó đi làm đồng à? Làm đồng đâu, cho nó ra đấy để hít thở không khí trong lành. Nó cào đất cào cỏ mấy ngọn cỏ. Ôi giời. Nhưng mà chắc hôm nay rời sắp bão cho nên về sớm thế đấy. Ôi giời ơi, bà chị khoa học thế đấy. Không còn con á. Các con ăn đi. Này cái thằng này. Người xoay vào mắm xoay. Mua bảo ăn đi.
Ăn là thằng này nó ăn trước rồi, không đến mày nhá. Tân này con ăn miếng này đi, nạc đi con. Dạ. Đây đây đây, thêm cả miếng mỡ đấy. Ấy cái thịt này cứ phải ăn cả nạc cả mỡ để cho nó kết hợp. Thôi nhá. Thôi u ơi, con không ăn thịt đâu. Ăn đi, ăn được. Để con đi, con phải ăn đi cho nó khỏe. Con ăn đi thì cháu nó mới lớn nhá. Con nói thật với u nhá, u các bác ăn thịt nhiều quá mà không cho con ăn rau ấy thì con nói thật ý là con không có đi được đâu đấy. Đi đâu? Bụng dạ này bây giờ đi đâu? Ngồi đấy. Có hay nhở? Con nói như thế là u phải hiểu chứ. Bắt con ăn thịt không cho con ăn rau mà con nói là con không đi được đâu thì u phải hiểu là con không đi đâu. Thôi, u hiểu rồi, u hiểu rồi. Ừ thế đây đã có canh cá đi rồi, canh chua đi rồi này, cá này, tanh này, đủ thứ nhá. Thế con ăn đi. Ăn này để cháu bà mới lớn được nhá. Ôi giời ơi, thôi thôi u ơi. Bà ăn hộ cháu đi. Bà mà muốn cháu bà lớn ấy, bà đừng có bắt mẹ cháu đi đồng nữa. Đi làm đồng nữa ấy. Bà bắt con đi làm đồng đâu, bảo con ra đấy là để con hít thở không khí trong lành ấy chứ. Ông hay nhỉ, đây là con thể dục chứ không phải là lao lực khổ quá thì mất đi. U chỉ muốn là con cứ hít thoải mái thôi. Ui giời, sao bạn thế hả? Con nhìn thấy u đã chấm nước mắm gì đâu mà u đã bảo kêu bạn chấm cái chấm gì đâu chưa. À, thế có khi rau này nó tưới muối nhỉ. Muối nói thế nào, người ta trồng rau sống này này, rau muối lên rau. Alo. Ừ, tao đây. Hả? Con Hà nó về nước hả? Này, tao bảo này, nó đi với thằng nào về? Hả? Nó có tận hai thằng bồ cơ mà. Một thằng đen với cả một thằng vàng ấy. Rốt cuộc nó đi với thằng nào? Hả? Tao bảo này, tao phục nó lắm ấy nhá. Tao đang phải học tập nó đấy. Ừ, phải như nó thì có hai thằng. Như thế nó mới là Tây chứ. Ừ. Hả? Cái gì cơ? Bây giờ ấy hả? Ôi dồi ôi. Nhưng mà mày phải biết là từ nhà tao mà lên đấy là những 30 cây số cơ. Ừ, nhưng mà muộn quá rồi. Hả? Thế hả? Ừ, thế thì tao đi luôn, đi luôn. Ừ, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Ừ, tao dỗi mà. Ừ, thế đợi tao nhé, tao đến ngay, đến ngay, đến ngay. Ừ, thế nhá, ừ. U ơi. Ui u, à, con bạn này, có khi là tí nữa ăn cơm xong rồi u dọn hộ con nhá. Ừ, con gặp bạn con một tí nhá. Này, bụng dạ thế kia, tối rồi không đi đâu cả, ở nhà. Ô buồn cười nhỉ, bạn con 3 năm nó mới về rồi, phải cho con đi chứ, đi. Để đấy. Rồi đến đây cũng được ăn rồi mà. Đi đi, đến đây cũng được ăn rồi mà, đi. Anh, chuẩn bị đi nhanh lên. Chuẩn bị cái gì? Muộn rồi tôi không đi đâu. Mà nghe đố cô đi được nửa bước ấy. Ôi trời ơi, đi. Đi cái gì? Ôi trời, thế ngày xưa anh hứa với em như thế nào? Cái thời mộng muội thì tôi hứa cái gì, tôi hứa cái gì? Ui, ngày xưa anh hứa anh chỉ yêu mỗi tôi thôi, không ai ngoài tôi khác. Thì tôi vẫn thế, chẳng. Ngày xưa anh hứa anh như đám mây trôi theo tôi tận cuối trời. Mấy mấy trời trôi gì? Thằng Hân nó mới hứa thế. Trời ơi, nói cho anh biết nhá. Ngày xưa anh hứa anh chỉ nghe mỗi tôi thôi, không ai ngoài tôi nữa. Ngày xưa anh hứa tôi mãi xong chơi anh lo việc kiếm tiền. Nhưng tôi nói cho anh biết là tôi hát suốt từ đấy giờ tôi mệt lắm rồi nhá. Tôi đọc luôn cho anh nghe đây này. Ngày xưa anh hứa em cứ thích uống bia chơi lô và số đề. Ngày xưa anh hứa. Mà tôi nói luôn nhá. Ngày xưa tôi hứa nhưng tôi đã quên luôn, tôi không còn nhớ nữa. Ngày xưa tôi hứa tôi đã quên rồi, tôi không còn nhớ gì. Chọn kiếp chọn đời tôi vẫn thì cứ hứa, mãi tôi vẫn cứ quên, mãi tôi vẫn cứ quên và tôi sẽ quên. Chọn đời trong thương nhớ tôi vẫn cứ là quên. Trời ơi. Này, anh nói cái gì? Ừ. Anh quay lời hứa phải không? Ừ. Đã thế thì tôi sẽ kiện. Mà tôi nói thật, tôi nói xác đấy. Tin làm cái gì? Kiện đi, kiện đi. Tôi sẽ kiện. Cô kiện đi, cô giỏi, cô đi kiện đi. Cô kiện cái thằng ngày xưa đi. Đi 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 đi. Còn tôi nói thật với cô nhá. Thằng này là ngày nay nhá. Hai tròn nhá. Đi đi. À, ừ. Bây giờ lại đuổi vợ gì? Ừ. Thôi được rồi, không phải đuổi ừ. Nhá. Tôi ấy. Đi luôn. Đi luôn tìm cái thằng ngày xưa đi. Đi luôn. Ừ. Suốt ruột. Từ từ đã nào. Trời ơi,
yên nào. Mẹ tập thể dục để cho con ra đời dễ mà. Đợi mẹ nhé. Chị giang lạc, chị làm cho nó chóng mặt rồi còn gì nữa. Mẹ chả hiểu cái gì cả. Con làm thế á, con đẻ dễ. Ai bảo thế? Trời ơi. Này này, mà ăn mới mặc quần quần áo áo thế kia mà ra ngoài đường không sợ xấu hổ à? Mà đứng đây phải tội chết đi nè. Úi dồi ôi, quần này áo này. Mặc cái này thì có làm sao? Khiếp quá đó, cái gì phải trần. Mẹ ra đây con bảo, con mặc thế này á, có cái gì đâu. Mẹ có biết không, bây giờ modern đời mới á, dồi ôi, nó mặc còn kinh hơn như thế này ấy. Nó không mặc cái này đâu, cái áo này cái dây nó còn trễ hẳn xuống bên dưới để nó ngang như thế này cơ. Thế thì bằng quá cởi trần. Làm sao mà cởi trần được. Mẹ biết không, con đã sắm cho mẹ mấy bộ rồi. Khi nào mà mẹ đi đồng ấy. Ê, cái gì, cái gì? Mẹ đi làm đồng, mẹ mặc cái này cho nó mát. Còn á, con sắm cho mẹ thêm cả một bộ váy nó ngắn đến đây này. Ngắn đến đây? Vâng, mát lắm nhớ. Này, dạ, tôi đi làm đồng, mặc như chị mặc váy ngắn đến đây có điên không đấy hả? Đúng là đồ dở hơi biết bơi. Happy birthday to me, happy birthday new year, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Trời ơi, cái thằng hai chỏm nhà mình sao mà đi lâu thế chứ này. Bảo là đi ra đi mua có mấy cái chân gà về thôi mà giờ này chắc là lang thang với cái hội cờ bạc đề đó này mà. Rồi ơi, chồng với con thế này thì chả thì đừng có còn không còn hơn. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có cũng như không. Thế này có điên không chứ lại khổ quá. Ôi em, lâu ngày không gặp. Chúc mừng sinh nhật em. Happy birthday. Hello, good morning. Cái thằng này. Ôi trời ơi, Ojin Karasho. Được không anh, được không anh? Please, please, mời, mời, mời. Sit down, sit down, sit down, sit down. Chào các anh. Để em giới thiệu nhá. Giới thiệu với cả các anh. Đây là Mama. À không, không, không. Đây là mẹ, phu quân của Mai. Dạ, hello, còn how are you? Vâng, vâng. Dạ còn con giới thiệu với cả mama. À con giới thiệu với cả mẹ. Đây là các anh bạn của con ở bển mới về. Mẹ mà. Mẹ. Vâng, mấy anh này ngày xưa là yêu thương con lắm, chăm bẵm con lắm, nên nâng con cứ như là nâng trứng hứng con, cứ như là hứng hoa ấy. Mà không có các anh ấy nhá, thì bây giờ mẹ chả có cô con dâu tuyệt vời đến này đâu. Đúng là như thế đấy ạ. Đấy. Vâng. Dạ. Thưa chị, nhà tôi không có cái loại khách này. Không có vấn đề gì. Đây. Các anh ơi, có một sự hiểu nhầm. Bây giờ thế này này, bọn mình ra quán nói chuyện nhé. Còn việc này để sau nhé. Ok. Đi. Bye. Happy birthday to ôi trời, sao phải nổi nó khổ quá bác ơi, cho cháu xin lỗi. Đồ mất dạy, cháu nhầm thôi, bác đi cho cháu bán hàng.
Ôi dồi ôi, chú làm ăn thế này thì chết anh. Khổ quá, tự dưng bà ấy lại bậu ở chỗ này. Thế đâm ra là em phải cứ tưởng là khách em gọi. Chú mà nhầm thế này thì bằng giết anh còn gì nữa. Thế mà chú bảo hương đồng gió lội. Khổ quá đây này. Thôi, chính vì cái nón này đâm ra em lại cứ tưởng là khách em gọi. Được rồi, chú bố trí cho anh chỗ khác, nhanh nhá. Vâng, anh cứ vào đây, em gọi ngay đấy ạ. Con này. Ôi đẹp thế. U đấy à? Trời ơi, vừa mới ban sáng con đã nói bây giờ U đã lên đời rồi, lên đời nhanh thế. Này tôi nói cho chị biết nhá. Giữa ban ngày ban mặt mà hai thằng hai bên đi kèm đi cặp mà lại còn cara, mà lại còn ok nữa chứ. Cũng buồn cười nhỉ. Các anh ấy ở bên nước ngoài về cho nên là phong cách của họ cũng phải tây tây một tí chứ. Đấy là chưa quen U đấy, chứ mà quen rồi à, thể nào gặp U cũng ôm chầm lấy U rồi hôn U ấy. Thích thế gì đấy. Này. Dạ. Hai cái đứa mà nó ôm tôi, nó hôn tôi vậy. Vâng. Mà có làm sao đâu hả U? Có mỗi cái việc mà má kề má, tay kề tay, có cái gì đâu mà quan trọng lắm. U không thấy à, ở phố à, người ta toàn làm đầy như thế. Này tôi nói cho chị biết nhé, đây không phải là phố, càng không phải là Tây. Chị về nhà tôi thì chị phải nhập gia tùy tục, đất lề quê thói nhé. Đừng có cày cày cày. Ý trời ơi, ý trời ơi, này. Rồi, đi tiếp. Đấy, em xem, làm sao mà chị sống được nổi cơ chứ. Đúng là cổ hủ lạc hậu hết chỗ nói thôi. Bây giờ cả xã hội, người người đua nhau lên hàng, nhà nhà đua nhau lên hàng. Mình cũng phải hiện đại theo chứ, đúng không? Đấy, mà có cái chuyện gì xảy ra đâu. Ngày hôm qua chị có hai cái người bạn ở nước ngoài về ấy. Có cái chả có chuyện gì, có làm gì đâu. Chỉ có đi hát karaoke, rồi đi ăn đi uống với nhau. Rồi gớm người ta là Tây mà em, gớm ở nước ngoài người ta quen rồi. Gớm bá vai bá cổ đấy là chuyện bình thường. Đúng chị rồi. Cũng sống Tây hóa chị quen rồi. Chị thấy cái chuyện đấy chả có cái gì đâu. Thế mà bà mẹ chồng chị cứ sồn lên em ạ. Ôi giời ơi, mấy cái bà già là lắm chuyện lắm. Lắm chuyện lắm cơ. Chả hiểu thế nào là cuộc sống hiện đại cả. Đấy, ngay như hôm nọ em có nhớ em vẽ cho chị cái ngón chân mà chuồn chuồn bướm bướm không? Bướm chuồn chuồn. Ui dồi ôi, bạn chị á, dồi ôi, đứa nào nó cũng mê nhá. Thế à? Em ơi, nó thích ơi là thích đi. Ừ. Em đã bảo là nhất quả đất mà. Đấy. Thế sao chị không dắt về đây em làm luôn cho đồng bộ? Rồi rồi, chị sẽ dắt về, chị giới thiệu nhá. Chúng em sẽ làm cho chúng nó nhá. Rồi, nhất đấy, chị. Đấy, còn bao nhiêu việc phải làm em ạ? Chị mà bao nhiêu việc á? Ừ. Em có biết không, ngày mai nhá, chị phải đi mua thuốc cho nhuộm tóc này. Ngày kia này, sinh nhật con Tú bạn chị này. Ngày kia này, lớp cấp 3 bọn chị tổ chức liên hoan. Ngày kia này, đi ăn bánh tây hồ tôm này. Bánh tôm hồ tây này. Thôi, nó khiếp quá cơ. Toàn những việc ăn với chơi, chả có việc nào liên quan đến gia đình nhà cửa. Cơ, thì em cũng phải tính cho chị chứ. Cơ, nay mai cái đứa bé này nó mà ra đời á, chị phải ở cứ mất mấy tháng á, chán chết lên được ấy. Bây giờ chị phải tranh thủ và hưởng lạc thú trên đời đi. Đấy. Chán ơi là chán. Mà đã bảo là từ từ hắn đẻ rồi, tự dưng lại cứ dục, vội cái gì mà đẻ sớm. Ôi giời, chán thế chứ lại. Thế là cái thời kỳ oanh liệt của mình còn đâu nữa. Chị có cách rồi. Cách gì hả chị? Này, chị không định đẻ xong rồi mang cho con đi đấy chứ. Giời ơi, cô hơi coi thường chị đấy. Ngược lại thì có nhá. Chị đi đâu là phải có con chị đi theo. Đi vào vũ trường là mẹ cũng cho con vào theo này. Đi ăn ốc luộc là mẹ cũng phải cho con vào theo này. Cô có biết không, cháu ấy là phải được hưởng mọi thứ sung sướng trên đời thật sớm. Không có khổ như mẹ đâu nhở con nhở. Thế thì không khéo nó lại ham chơi giống mẹ nó mất thôi. Cô để xong rồi đấy chị ạ. Chị có đi đâu không? Thôi chết rồi. Đấy, may em nhắc chị mới nhớ ra đấy. Chị hẹn con bạn đi mua quần áo. Yeah. Thôi chị đi nhá. Vâng. Này. Hả? Ui giời, trả tiền đi đã chứ. Này còn cả bướm bướm chuồn chuồn lần trước đi nhá. Rồi, gớm chị em mình gớm. Yên tâm đi, chị có quên thì cô nhắc đúng không? Yên tâm, chị là cái gì nên là rõ ràng lắm. Không, đấy là em nhắc thế thôi. Thôi đây chị cứ đưa cô cả nhá, cảm ơn chị nhá. Em xin. Rồi, chị đi đây. À để thế hôm nọ, chị để quên cái ủng. À chị gửi cô cái ủng ấy. Ủng. Đây. Vẫn còn cái gì nhá. Đấy. Cái này là để những lúc đi ra đồng. Chứ còn ra phố thì thôi khỏi cần. Em là em phải dán tem bảo hành vào đây. Chị xin nhá. Sống cả chị xin. Thì chị đi nhá. Này, nhờ dắt mấy vụ bơm bướm chuồn chuồn về cho em đi nhá.
tinh tinh tinh. Mẹ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, khổ. Mẹ lại xuống đời rồi à? Ô, đang đẹp như thế. Mẹ xuống đời nhanh thế. Con nói thật nhá, mẹ mà mặc cái áo như thế này à, chả khác gì đi tu. Mặc kệ tôi. Ờ, mẹ ơi, thế chồng con đâu rồi hả mẹ? Nó đi 3 ngày hôm nay rồi bây giờ chị mới hỏi à? Ồ, đi 3 ngày đấy ạ. Anh ấy đi đâu hả mẹ? Sang làng bên. Sang làng bên để làm gì hả mẹ? Nhà cô Thắm. Ờ, ờ thì... Nhưng mà sang nhà cô Thắm để làm gì? Hỏi vợ. Hỏi vợ ấy à? Hỏi vợ à? Nhưng mà nhà mình làm gì có ai chưa lấy vợ nhở? Mẹ mẹ, anh ấy hỏi vợ cho ai thế hả mẹ? Hỏi cho nó chứ còn hỏi cho ai nữa. Không lẽ hỏi cho tôi à? Mẹ cứ đùa. Anh ấy có vợ rồi. Vợ anh ấy là con đây này. Ừ, ai đi hỏi vợ cho anh ấy. Mẹ cứ nói thế nào, con chả hiểu ra làm sao. Chị cứ suốt ngày quần quần áo áo, bạn bạn bè bè, phố phố tây tây. Cả một tuần lễ con tôi không nhìn thấy mặt chị. Nó phải đi cưới vợ mới chứ. Thế hóa ra là đi cưới vợ mới à? Ở nhà tớ nhá, có một thằng cha vừa mới cưới vợ xong. Mọi người này thở phào nhẹ nhõm. Khi nó làm đám cưới xong mọi người thở phào luôn. Đến thượng đế cũng phải mỉm cười. Là vì sản phẩm tồi nhất của ông ta đến bây giờ đã có nơi có chốn. Mẹ nó cốc của cốc rồi. Vỡ là điềm lành. Tôi nói với ông biết ngay, ông có tài gọi là thi ca, đáng lẽ ông phải là nhà thơ hoặc là nhà văn mới đúng. Ông hiểu không? Bởi vì từ nãy đến giờ ông nói đến 7-8 thằng đàn ông. Mà tôi chả hiểu ông nói thằng đàn ông nào. Nói cụ thể đi. Thi ca hay là văn sĩ, kỹ sư, nó là có số của nó, đúng không? Đúng rồi. Số tớ thế này là tớ cảm thấy sướng rồi. Nhưng cái thằng đàn ông tớ định nói với cậu, thằng này nó... Cậu không thể tưởng tượng đâu. Đây rồi, có người tưởng tượng cho quầy đó. À, đây, vào đây, vào đây. Ông ấy cứ tàn canh thì ông ấy đến. Mệt quá các ông ạ. Sao mệt? Ông hết cả sủ, tối tăm hết cả mặt mũi. Cho anh ba đi em ơi. Mẹ kiếp các ông có biết không? Tôi là tôi đang bận tíu tít về cái đề tài ở viện. Thế mà cứ hễ về đến nhà là con vợ nó mở máy như súng liên thanh. Bắn không kịp ngơi nghỉ. Nói chuyện trên trời dưới biển, đủ các loại chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Không hay, để cho mồm nhỉ? Lên ra nôn. Quá hay. Ông bảo đầu óc đâu mà còn làm việc. Ông hạnh phúc nhất nhá. Ông hạnh phúc nhất trong 3 thằng ông còn vẽ. Nói thế là ý gì? Tôi nói ông thế này nhá. Thiên hạ hiện nay có một câu rất là hay. Câu gì? Câu gì? Ra đường sợ nhất công nông. Đùa nhất công nông. Về nhà sợ nhất là con vợ nó không nói gì. Không nói gì thì tức tôi. Nói trong viết thế này. Về nhà con vợ nó nói tức là mình hạnh phúc. Đúng mà rồi. Nó không nói thì có nghĩa là nó căm ghét mình. Nó hận thù mình vì đã sống với một thằng chồng không ra gì. Nó nói vừa thôi. Người nó nói cả ngày thì làm sao tôi chịu nổi. Cái ông này buồn cười thật. Ê, sao tớ hỏi cậu nhá. Sao cái hồi mà chưa cưới ấy, cậu không tìm hiểu cho nó kỹ đấy. Sao lại không kỹ? Ông nói đùa. Ông thử đi khảo sát xem là cả cái thế gian này, tất cả những thằng đàn ông, liệu có thằng nào không chung cảnh ngộ với ông không? Đúng rồi. Hồi yêu nhau ấy, là chúng tôi tìm hiểu kỹ lắm. Nhưng mà nó khác. Hồi đấy trong nàng nó là duyên dáng, nhẹ nhàng, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, mắt như quả bàng lại còn chớp chớp, tình toàn tay còn vân vê vạt áo, nhìn tôi cái anh này, ôi tôi chết làm rồi, sao tôi không rồi, yêu được, tôi biết lắm mồm nhưng bây giờ không bao giờ cưới đâu. Cậu biết không? Dạ. Tình yêu và hôn nhân hoàn toàn khác nhau. Nói tóm lại là nó không liên quan gì đến nhau cả. Biết rồi, các ông là định lên lớp giảng giải đạo đức cho tôi về tình yêu hôn nhân chứ gì? Sốt ruột. Đúng là như thế. Biết thừa rồi. Đúng là như thế.
ông hiểu không? Giữa tình yêu và hôn nhân nó là hai cặp phạm trù không bao giờ liên quan đến nhau cả. Chính vì thế Trịnh tiên sinh có một câu bất hủ. Câu gì? Câu gì nhỉ? Tình yêu như trái pháo, con tim mù loà. Mắt mù loà ta còn cảm nhận được, tim mù loà coi đứt luôn. Đúng, tim mù loà. Nói chuyện với hai ông ấy chán bỏ mẹ. Chào. Này, đi đâu đây? Ông ngồi đợi tôi tí. Ông đi à? Tôi cũng đi. Ôi trời ơi. Tưởng đi đâu? Đứng vui ra cái. Cháu có muốn tôi giúp ông tháo gỡ chuyện gia đình không? Có chứ, sợ không? Tôi nói thật với ông nhé, tôi nể ông là gọi là bạn hữu ấy, bạn xương máu ấy. Bậy à, bạn bè, nói xem nào. Mà tôi nói thật luôn, ông mà không phải là bạn thân tôi, bạn gọi là cởi chuồng chạy đón mưa rào ấy, thì quên đi, tôi không bao giờ tôi nói cho ông đâu. Nói đi. Đây là kinh nghiệm xương máu tôi rút ra từ vợ chồng nhà tôi ấy nhá. Xương với chả máu nghe ghê bỏ sư được. Thôi rồi, tôi cho cái bí kíp này, nhưng mà ông phải quán triệt đấy nhá. Rồi, ông yên tâm đi. Nhanh lên. Cái gì cơ? Thế à? Ư nhỉ, quán triệt chưa? Chưa quán triệt. Ồ hay cái ông này. Cái gì cơ? Thế à? Ừ nhờ. Ông ấy nói cái gì đấy hả ông? Tớ chưa hiểu gì. Ông vừa nói là cái gì cơ thế à? Ừ gì? Tớ chưa hiểu. Có mỗi thế mà cũng không hiểu. Thế là như thế nào? Ông ngu. Ông ngu lâu lắm. Sao ngu? Bạn này có đúng không, trình bày với tôi là mỗi lần ông về nhà, con vợ ông nó mở mồm, nó bắn liên thanh, nó phát liên thanh, khiến cho ông đau hết cả đầu. Có đúng không? Quá đúng. Ừ. Ông chỉ có việc giọng tai lên nghe, không cần biết nó nói cái gì cả, và ông trả lời cái gì cơ thế à? Ừ nhờ. Có nghĩa là lúc nào ông cũng phải tỏ ra là ông quan tâm đến nó, ông lắng tai, ông nghe nó nói. Thế nhưng mà cái việc của ông vẫn cứ làm. Ông vẫn cứ viết, tức là giả vờ nghe gì. Ừ. Và mồm luôn luôn nói ra câu cái gì cơ thế à? Ừ nhờ. Tôi khẳng định với ông, chỉ sau 5 phút thôi con vợ ông nó sẽ buông tha ông ngay lập tức. Và nó không buông tha cho ông thì cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Ông ơi, ông cột nó vào cái. Có đúng không? Ông quán triệt chưa? hiểu rồi. Chưa? Hay, thế mà tôi không nghĩ ra. Được. Không, nhưng mà... Ở mồm tuyệt đối không có câu nhưng mà. Ông có muốn cái đề tài của ông thằng khác nỡ mất không? Ông ơi, ông bảo ông này ông chỉ riêng mặt thôi. Tất nhiên là tôi không bao giờ muốn thằng khác ông nỡ mất. Thế thì tại sao ông không quán triệt cái gì cơ thế à? Được. Tôi sẽ làm theo cách của ông ý. Cái gì cơ thế à? Ừ nhỉ. Mì ơi. Cái gì cơ? Em báo cho mình một tin này nhá. Mình chắc chắn rất vừa lòng. Em ý đã mang con chó đi cho bà hàng xóm rồi đấy. Thế à? Thì mình chả suốt ngày kêu ca với em rằng đứt hết cả tai, chẳng làm được việc gì cả. Nhà đã có cái loa thùng, để rước thêm mày cái loa chết là gì? Ừ nhỉ. Mình ơi. Cái gì cơ? Mình hôm nay ấy, em nhìn mình nhá, rất đáng yêu đấy. Thế à? Thế à? Chả biết có nhớ đưa mẹ con em xuống bà ngoại không đấy? Ừ nhỉ. Này, em đi thay đồ nhá. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời lòng ta mê say. Ơ kìa Minh. Cái gì cơ? Vẫn ngồi đây mà đọc sách được à? Hay để em gọi xe ôm đi nhá. Thế à? Một nào cứ xem xét rằng anh yêu em lắm, yêu lắm. Em đi đâu một mình thì anh lo lắm. Ừ nhỉ. Này, anh làm sao thế? Này, anh làm sao thế? Cái gì cơ? Rồi à? Có phải anh coi mấy thứ này hơn bọn con hay không? Thế à? Ôi
con lại con tí nữa. Đâu? Con tí. Ôi giời ạ, còn ư gì nữa? Suốt ngày chỉ cắm đầu cắm cổ vào mấy cuốn sách này thôi. Đồ mọt sách. Anh ở nhà, tôi đi. Em ơi, này. Em đi đâu đây? Chờ anh với. Không phải tại anh đâu. Tại thằng Văn Sĩ nó xui anh đấy. Không xong rồi. Các ông là giết tôi rồi. Này ông ơi, các ông làm gì mà là gán anh em cho tôi tội tày đình đấy. Làm khổ gì mà giết nhau như này đấy. Khổ lắm luôn, không biết. Bình tĩnh uống bia đi đã. Cứ bình tĩnh đã. Tôi là tôi áp dụng đúng cái bí kíp của ông dạy tôi. Thế mà ông nhìn con vợ tôi. Ông nhìn đi. Ôi bắt sao đấy. Đấy, sao nhìn nào? Nó hành hung tôi. Vừa mua cái kính nó độc phát vỡ luôn. Đấy, ông bảo thế có được không? Thế là ông đang là một người đàn ông lành lặn đúng không? Đúng rồi. Thế mà bị vợ nó tẩn, nó thành một đàn ông mắt nổ mắt xỉn. Không những thế nhá, mà nó còn dọa mang con về ông bà ngoại. Thế à? May mà nó mới dọa đấy. Thế nó à? Mà làm thật ông chết với tôi. Ừ, thế thì cho nó về luôn gì đấy. Ông về luôn thì đứt cái gì đấy ông này. Ông nói thế mà nói được, tất cả là tại cái bí kíp của ông ấy. Sao lại tại bí kíp của tôi? Tôi có bí kíp gì nhỉ? Ôi giời. Ông xui ông này. Ừ. Cái bí kíp là cái gì cơ? Thế à? Ừ nhỉ. Quyền nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ rồi. Giết người. Nhưng mà tôi hỏi ông này, thế ông lấy bí kíp của tôi về, ông có thực hiện đúng như lời tôi dặn không? Sao không đúng? Ông có ân cần với vợ ông không? Có. Ông có chiều vợ ông không? Có. Ông có lắng nghe vợ ông không? Nó lại còn khen tôi nhá. Hôm nay trông anh thật là dễ chịu. Thế con gì nữa? Thật là đáng yêu đấy. Trời lạ nhỉ, nó khen nức nở tôi luôn. Con vợ ông là khen ông dễ chịu mà nó lại hành hung ông thế nào? Nó còn khen tôi đáng yêu đấy. Rồi đẹp trai đi kia ai chả khen. Thôi được rồi, uống đi rồi anh em mình cùng mổ xẻ vấn đề, xem mấu chốt nó nằm ở chỗ nào. Đúng rồi. Uống đã. Phải giải quyết cho tôi cái vụ này. Tôi nói ông bây giờ thế này nhá. Vấn đề thứ nhất là con vợ ông nó rất thích nghe ông nói đúng không? Có đúng không? Vợ ông nó rất thích nghe ông nói có nghĩa là nó rất yêu ông. Và nó nói nhiều đến cái mức độ mà ông không thể nào ông chịu nổi. Đúng rồi. Nó nói ông không chịu nổi, ông đau đầu, không chịu nổi, ông sủ. Thì có nghĩa là nó yêu ông mãnh liệt, nó yêu ông da diết, nó yêu ông ghê gớm. Ông có hiểu không? Xong nó hành hung ông, nó yêu ông này rất là mãnh liệt. Cho nên là cái giả thuyết con vợ ông nó bỏ đi là không có. Không có, không bỏ đi đâu. Dọa thôi ông ạ. Nó không thể coi thường tôi được. Đúng rồi, nó không thể bỏ đi được. Nó có bỏ đi là nó dọa ông thôi. Nhá. Với cả trông ông đẹp trai. Đấy. Ông là thằng chồng tử tế. Tử tế chứ còn gì. Ông chứ có phải là mỡ rau mỡ cỏ, có phải là miếng thịt thối đâu mà bảo là không ăn thì vứt đi. Đúng rồi. Đúng không? Ông sao mà làm thế? Đấy, ông nghĩ. Ông là gặp trong trường hợp đấy đấy. Tôi nói tiếp nhá, vấn đề thứ hai là đã là thằng đàn ông bị vợ đánh một hai trận trong cuộc đời, đấy là chuyện bình thường. Chả là cái gì để bình thường. Bởi vì con vợ ông nó quá yêu ông, nó yêu đến cái mức độ mà nó nói bằng mồm không đủ, cho nên nó phải nói bằng chân bằng tay, ông có hiểu không? Thế mới sợ chứ. Đấy, cái lúc đấy thì ông phải làm gì ông có biết không? Làm gì? Khi nào mà con vợ ông nhá, nó nổi cơn hung dữ lên nhá, nó như một con hổ vồ nhá. Đúng rồi. Ông làm thế này. Làm sao? Ông nhảy vào nhá. Và mạnh một cái mồm của tôi. Và vỡ mồm nó ra cho tôi. Và xông vào ôm thật chặt nhá. Ai làm thế được? Ôm chặt ghì chặt. Ông biết không? Giống đàn bà ấy là nó chân yếu tay mềm. Ông hiểu không? Đúng rồi, mình ôm chứ. Ừ. Mình ôm một lúc thì nó tự dưng nó nhút ra như một con chi. Nhút ra như một con chi nhá. Đây là kinh nghiệm đấy. Ông biết không? Kinh nghiệm này là tôi nhập ngoại đấy. Ở Việt Nam mà không có. Việt Nam không có kinh nghiệm này. Ông có biết võ sĩ Mike Tyson không? Biết. Võ sĩ Mike Tyson tránh đòn võ sĩ William bằng cách gì ông biết không? Chui vào nách của William, cắn một phát vào tai. Nếu có thể cần ông cắn một phát vào cổ cho tôi. Này, nếu mà cắn chiều tai ấy, cứ chỗ nào hiểm của vợ ông cắn cho tôi. Nhưng mà cái gì? Nếu mà ông không ôm được ấy nhá, thì ông cứ gọi tôi với ông này đến ôm cho. Tôi ôm là cứ phải đàng hoàng đúng không? Được cả ông nữa. Tôi nói cho hai ông biết nhá, là tôi đang nói chuyện hết sức là nghiêm túc. Ô hay cái ông này, thế từ nãy đến giờ tôi có nói câu nào là không nghiêm túc đâu.
Làm nghiêm túc cả cái gì nữa. Nói ngắn gọn lại, bây giờ là phải bỏ ngay cái bí kíp của ông đi. Mà hai ông bây giờ phải nghĩ cho tôi một cái bí kíp khác. Chứ bí kíp đấy là không thể áp dụng được. Thôi thế ông này nghĩ đi còn gì nữa, suốt ngày uống mới ăn thôi. Chưa hết cách đâu. Cách gì? Lại đấy tôi bảo. Cách gì, cách gì? Nói mau, nói mau. Ông về nha. Khi nào mà bảo ông bắn chúng ta, ông cứ đứng quẩn của tôi. Nhưng mà lại nhưng thằng đàn ông lúc nào cũng nhưng yếu đấy. Ông cứ làm đi, tội vạ đâu, ông này ông chịu. Ông cứ làm đi, tội vạ đâu mà ông này ông chịu ông hết, ông việc gì ông phải sợ. Tôi nói với Hải Hồng nhá, gia đình tôi mà bị tan nát ấy, hai ông coi chừng cái mạng sống của mình ấy. Ông là nói buồn cười, hóa ra nãy giờ chúng tôi làm phúc phải tội. Ta ra đi, ta ra đi. Này, Minh ơi. Cái gì cơ? Là em hỏi, mình làm cái trò gì mà cứ lấm lét cái kẻ cắt thế? Thế à? Hả? Người đâu mất hồn thế không biết được nữa. Thôi, dọn giúp em mâm cơm đi nhá. Ừ nhỉ. Minh ơi. Cái gì cơ? Lúc nãy chuông điện thoại nhà mình réo liên hồi. Em thì đang bận việc. Chạy lên ấy, thì chuông điện thoại lại hết. Chạy xuống thì cái nồi cá kho nhà mình cháy đen. Điên thế không biết được nữa. Thế à? Lại thế à, thế à? Anh cứ thôi nghe kiểu thế à đi không? Ừ nhỉ. Đang bực mình thì có tiếng gõ cửa. Cái gì cơ? Ra mở ấy, thì hóa ra là cái lão thu tiền điện thoại. Thế à? Hãm thế không biết được nữa. Ui, khó chịu quá. Mình ơi. Cái gì cơ? Hôm nay ấy, em mời mấy chị sang nhà mình ăn cơm. Thế à? Mình đừng có giữ cái thái độ bộ mặt khó khó đăm đăm như đuổi khách đi đâu nhá. Ừ nhỉ. Người ta có quý vợ chồng mình thì người ta mới sang nhà mình chơi. Cái gì cơ? Người ta có quý vợ chồng mình thì người ta mới sang nhà mình chơi. Thế à? Anh không nghe em nói không đấy? Ừ nhỉ. Anh làm sao thế? Mình ơi. Cái gì cơ? Hôm nay em đi siêu thị gặp một chàng đẹp trai lắm nhá. Đẹp trai như Bích Khâm ấy, lại còn nhiều dâu nữa chứ. Thế à? Anh ga lăng lắm, cứ léo đéo theo em, lại còn rủ em cuối tuần này đi sang Đông Anh câu cá đấy. Ừ nhỉ. Mình có đồng ý không? Cái gì cơ? Cái gì cơ? Thế à? Ừ nhỉ. 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 Ôi giời ơi, lại còn thế này cơ đấy. Cái gì ơ? Chồng hay chả con? Mình ơi, mình ăn cơm đi, vào ăn cơm đi. Em ơi, hôm nay nó gọi anh về ăn cơm à? Đúng giờ thế nhỉ? Này, thế hôm nay mình cho anh ăn món gì thế? Đặc sản đấy. Đặc sản à? Thế mình dùng thôi nhỉ? Dùng luôn cho nó nóng. Ông bạn ơi! Xin lỗi, cho mình đi nhờ tí đang vội quá. Mình ơi,
Minh, em có chuyện nghiêm túc muốn nói chuyện với mình đây. Thế cách gì cơ? Cả đêm hôm qua em chẳng ngủ được. Em tính định đưa con về bà ngoại. Đưa con về bà ngoại mấy hôm để chúng mình suy tính lại mọi việc. Thế à? Để cho mình ấy tha hồ thoải mái mà làm việc nhá. Ừ nhỉ. Còn nếu mình ấy, mình chán em rồi, mình không cần em nữa ấy. Cái gì cơ? Thì đây, đừng ly hôn. Thế à? Rồi à, anh ký vào đi. Cái gì? Khổ quá. Ô, thì chết. Sao lại thế này? Vợ chồng mình vẫn là em ấm, hạnh phúc lắm cơ mà. Anh không thể hiểu nổi. Tôi không hiểu đâu. Tình ấy thì đây. Anh nghe đây này. Anh nghe đi. Kìa em. Cái này là do thằng Đạo mạo nó xui anh. Chứ không phải là anh nghĩ ra đâu. Để anh giải thích đã. Không phải giải thích. Tôi không chịu nổi anh nữa rồi. Kìa, từ từ đã mình ơi. Từ từ đã. Để anh giải thích đã. Em có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh đã thương nhớ gửi vào trong gió. Sao mình về không báo cho em, lại làm em bất ngờ. Này, tôi không thích cô đâu, ai mà người cô đâu nhá. Tôi phải hỏi cô đấy mới đúng. Tôi hỏi hai người, thế hai người đang ở nhà tôi làm gì? Mình khoan, để em giới thiệu. Đây là... Tôi là Công. Anh là ai? Anh đến đây có việc gì? Thôi, để hôm khác nói chuyện nhá. Tôi về. Tôi nói cho anh biết, cái thứ nhất, anh đến nhà tôi, anh không xin phép tôi, nhá. Cái thứ hai, tôi không phải là bạn của anh, anh cũng không phải là bạn của tôi, nhá. Anh không về thì tôi cũng mời anh Xéo. Tôi về. Về luôn đi. Anh đi em à? Anh, tại sao đối xử bạn tôi như thế chứ? Tôi đang bị điên này. Đối xử tại sao à? Này, chồng đi vắng ở nhà váy bướm này, úi giời ơi, mắt xanh mỏ đỏ này, trông cô cứ như con vẹt công ấy. Thế tôi hỏi cô, tôi không điên làm sao được khi mà tôi thấy vợ tôi đang ngồi nói chuyện với một thằng đàn ông lạ. Ấy giời, lại còn uống rượu nhé. Lạ cái hôm gì? Hôm nay tôi bắt được quả tạc nhé. Lạ cái gì mà lạ? Anh là hàng xóm, đây là bạn học của tôi. Anh đối xử như thế mà sao em được ạ? Úi giời, hàng xóm bạn học. Thế tại sao vậy cô lại xuất hiện ở những cái thằng hàng xóm lạ mặt mà tôi không bao giờ biết nhỉ? Tôi thật không ngờ. Tôi không ngờ anh lại một cái thằng khốn nạn như vậy. Này, cô bảo anh khốn nạn à? Cô vừa phải thôi nhá. Tôi tát cho cô một phát bây giờ đây này. Tát à? Thách tát đi. Này cô không phải thách tôi nhá. Cô không phải thách tôi nhá. Anh ơi. Ôi dồi ôi, nhưng bây giờ thì ai khốn nạn à? Tôi chỉ giả vờ tôi tát cô mà cô tát thật tôi nhá. Cô đúng thật là cô nhớ tôi đấy. Chúng ta, những thằng đàn ông, nhờ rồi đến bây giờ đấy, yên bề gia thất. Cho nên giờ phút này vẫn còn ngồi đây được với nhau. Chúc ông kỹ sư, uống đây. Chúc mừng cho tình bạn của chúng ta vui buồn lẫn lộn, muôn đời bền vững. Uống. Chị ông dở hơi à? Ông không uống à? Ông mời tôi ra đây uống bia với ông mà mặt ông ủ rũ nhăn nheo như quả táo tàu héo. Chưa bao giờ tôi thấy mặt ông héo đấy. Này,
tớ mà tự ái tự bỏ tớ về. Ông ơi, cứ chuyện vợ con vứt đi, trong bàn bia này không nghĩ đến chuyện vợ con. Nó mới bỏ về ngoại có một tuần mà ông như chết đến nơi rồi. Làm gì vậy thế? Mà tôi nói cho ông biết chứ, thằng đàn ông đích nào chả có chuyện với vợ. Ông tưởng như trên đời này có một mình ông đau khổ, còn bọn tôi là lũ dở hơi này, sung sướng chắc. Uống đi, uống. Uống thì uống. Nghe, uống. Rồi, ông văn sĩ trông như là ông bán thuốc ê. Em ơi, cho anh một bom bia. Này, 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 này. Tắm hay là gội đầu gọi những một bom bia đấy hả ông? Bây giờ khát chưa kìa, khát chưa kìa. Ông ơi, ông ơi, ê, bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi, rồi đâu sẽ có đấy, ông cứ ngồi xuống. Này, có chuyện gì mà quan trọng đấy? Không căng thẳng thế. Sắp bỏ vợ. Bỏ vợ? Ông không đùa đấy chứ. Tôi không bao giờ đùa các ông cả. Các ông biết không, khốn nạn cay đắng nhục nhã. Khốn nạn cay đắng nhục nhã, đủ hết cái gì đấy. Tôi vừa đi công tác về. Đi đường mệt là thế, vất vả là thế. Mà lúc nào tôi cũng nghĩ đến con vợ tôi, các ông có biết không? Tốt. Lúc nào tôi cũng nhớ đến con vợ tôi, các ông có biết không? Thế mà vừa về đến nhà, tôi vừa vào nhà thì thấy một thằng nó ngồi đườn đượn một đống ra đây, nó ra cười ha hả với con vợ tôi. Mà lại đúng vào ngày hôm nay là ngày sinh nhật vợ tôi, các ông bảo tôi có điên hay không? Ông ơi, khổ quá. Ngày sinh nhật vợ ông, có một thằng đàn ông đến nhà chẳng có đề gì. Tôi với đề gì, tặng hoa phép lịch sự có sao đâu. Tôi nói với các ông biết, chính vì cái vấn đề đấy cho nên tôi mới vung tay lên nhá. Tôi vả một cái vào mõm con vợ tôi và tôi đến đây. Chả bao giờ tôi gọi mõm vợ cả. Ông gọi mõm vợ. Ông ấy là ông là đồ vô phu. Vô phu, vô văn hóa. Này, các ông đừng có mà xỉa xói tôi như thế nhá. Quánh vợ là tại sao được gọi là vô phu? Tôi oánh vợ tôi chứ tôi có đoán ai đâu mà coi là vũ oánh vợ bình thường. Ông ơi, tôi ấy là tôi lại cứ tưởng là ông ấy tát một phát vào mõm cái ông bạn mà đến tặng hoa cho ông ấy. Thằng đấy có thể là mõm được. Đợt này lại tát vào vợ, tưởng oai, tưởng thế là anh hùng, cũng là đồ vô học. Khổ quá, các ông chơi với tôi bao nhiêu năm rồi, các ông chả hiểu gì về tính tôi cả. Tôi đánh người là tôi đánh rất khôn. Đánh người? Các ông có biết không, cái thằng đấy nhá, phải nói là nó to rồi. Phải nói là nó cao bằng tôi không? Nó to cao đen hôi hơn cả ông. Hơn rồi. Thì tôi thử hỏi nếu nó to cao hơn ông nhá, mà tôi vả nó một cái, nó vả lại tôi một cái, thì có nghĩa là người ơi ta không còn chi, thân xác tôi hoang tàn, các ông không nhận ra đâu. Hồ đồ, cục xúc, thật đúng là bản chất của những kẻ hạ đẳng. Ông là văn sĩ chứ, ông đã từng chê ông bạn đây là ngu không đều, ông mới là người ngu đều. Tôi thật không ngờ tôi có một ông bạn này chán thế. Này ông ơi, hay là ông ghen với nó là cái thằng bạn của vợ ông nó bóng nó sáng hơn ông, nó đẹp dai hơn ông. Tôi nghĩ rằng nó đến nó tặng hoa vợ ông, chẳng có lý do gì mà ông lại đánh vợ ông thế, không thể chấp nhận. Tôi nói với các ông là hai người bạn thân của tôi đúng không? Tôi thử hỏi các ông là hai ông có nhớ ngày sinh nhật của con vợ tôi không? Không. Tôi nói luôn là ngày sinh nhật của vợ hai ông các ông cũng không nhớ đúng không? Đúng. Ấy thế mà cái thằng mặt dày đấy nó lại dám nhớ ngày sinh nhật của vợ tôi. Thế mình đâu. Đúng rồi. Ông như thế là ông bị điên. Điên. Ông nảy nòi ra cái tính như ghen tuông vớ vẩn từ bao giờ thế hả? Đây tôi nói cho ông nghe nhé, ví dụ như cái chuyện đấy nó xảy ra thật thì chẳng qua nó cũng chỉ là cái mối tình thời sinh viên, nó rất là trong sáng,
nó không có một cái vấn đề gì cả. Xa xưa rồi. Đúng rồi, bây giờ cô ấy đã đồng ý là vợ ông rồi, là đại trượng phu thì ông phải bỏ qua những cái nhỏ mọn đấy chứ. Ông phải cảm thấy hãnh diện nhé. Khi vợ mình được nhiều người khác người ta quý mến. Đúng rồi. Nhưng vẫn là của mình. Đúng thế mới sướng như vậy. Mà ông tưởng là ông chung thủy lắm đấy. Ông thế thì ông không hiểu tôi rồi. Cái loại văn nghệ sĩ như ông tôi lạ gì. Suốt ngày bỏ nhà đi hoang cứ như là chó dại. Lúc nào nghiêng nghiêng đâu. Mưa cũng làm thơ. Bão cũng làm thơ. Thì làm sao? Nửa đêm gà gáy cũng làm thơ. Làm sao à? Nhìn thấy gái thì mắt cứ sáng rực lên. Này, cái cô thư ký mắt xích là vẫn thường xuyên đi lại với ông ấy nhé. Tôi là tôi biết thừa. Này, tôi nói cho ông biết nhá, ông phát ngôn cho nó tử tế nhá. Sao lại không tử tế? Nhá, ông đừng có cái kiểu bắn đạn thối đấy nhá. Tôi là có tiếng nhưng không có miếng. Rồi rồi. Cô thư ký mắt xích đấy nhá, là của cái thằng cha trưởng phòng tôi chứ không phải của tôi nhá. Mà nói thật, tôi mà được cái cô đấy gì? Thì làm sao? Thì đã phúc. Này, nói thế thôi chứ không phải là cứ cầm cốc bia lung tung của người nọ người kia mà uống. Đấy. Tôi nói thật cho ông biết nhá, ôi thằng bỏ vợ mười cái đấy nhá, còn chưa ăn thua, ông mới là sắp bỏ vợ, mà tôi đố ông bỏ, chỉ được cái sĩ diện vớ vẩn thế thôi. Cao đấy. Thôi ông ơi, ông này ấy, là ông mới bỏ vợ lần đầu. Đúng. Nên còn bỡ ngỡ. Không sao, từ từ lần sau nó sẽ quen đi thôi. Ui. Nào thôi uống.